và chúng ta có map thi đấu đầu tiên, đó là tháp đồng hồ với sự xuất hiện của Team Gào cùng với AK. Tất cả đều trang bị cho mình là súng mà thôi, không có bất kỳ gì đặc biệt hơn nữa cả. Và sẽ đụng mặt nhau sớm, đây là điều mà Team AFK đã cống hiến ở trong những ván thi đấu trước rồi. Họ không bao giờ chờ đợi cả, và S Mobile là người đầu tiên nằm xuống. Các thành viên còn lại có thể cứu được anh ta vì đây chỉ là những vòng bo đầu tiên mà thôi. Nhưng Kim Tron thì không cho phép điều này xảy ra, với ta đẩy ra nhưng đó là một đổi một. 3K cũng nằm xuống rồi, còn Vũng Dại và Hades đối đầu với ba người bên phía của Team Gao. Và Team Gao có làm được hay không? Bây giờ thì Nam Thần đang cố gắng để cover cho các đồng đội của mình. Chỉ còn lại một mình Hades mà thôi, anh ta không có đường mà chạy nữa. Một đánh ba, quá khó. Lượng máu của Hades cũng đang là rất thấp và chỉ cần ngửi hơi đạn thôi thì cũng đã phải nằm xuống rồi. 1-0 dành cho bên phía của Gao Bạc TV. Với sự xuất sắc của Kim Tron khi lao ra rất nhanh để mang về lợi thế và sự bất ngờ từ rất sớm dành cho bên phía của Gao Bạc TV cùng với ba người đồng đội của mình. Họ sẽ tiếp tục ván đấu tiếp theo với những khẩu thôm sơn. Và bên phía bên kia thì đã có những tình huống mua đồ tới từ AFK rồi, sẽ là quyết định khô máu chứ không có bất cứ một tình huống dự tử nào ở đây cả. Đúng vậy. Sẽ là cố gắng để đưa trận đấu này về tỷ số 1 đều và có thể lật kèo được với các thành viên của đối phương. Ngày hôm nay là một ngày thi đấu rất hay khi mà tất cả các đội tuyển không ai bỏ ván thi đấu thứ hai dù họ thua ván đầu cả. Đấy thắng rồi. Gặp trong nhà. Đứng ngoài thôi. Được nha. Gục một trong nhà nha. À, nó thầm thầm sơn bắn nó yếu rồi, thầm này là Gục hai. Phải một. Kìa còn một sau lưng phố đài, sau lưng phố nữa nè. Quá khó. Đã có những sự cố gắng và sự cố gắng đó được thể hiện bằng việc Kim Tron và Nam Thần đã phải nằm xuống rồi. Nhưng vấn đề là chúng ta nhìn thấy rằng những khẩu thôm sơn khi bạn lao lên ở tầm gần với những khoảng cách vừa đủ thì cái lượng sát thương là quá lớn, khiến cho những khẩu lục gần như không phát huy được tác dụng. Lần này ở ván đấu thứ 3 sẽ có được lượng tiền cần thiết để bên phía của AFK có cho mình những khẩu súng lớn, và đặc biệt họ cũng đang có được cái vị trí thuận lợi hơn khi ở phía trên của map kho quân sự. Đúng, thực sự là như vậy. Đây có thể là ván mà AFK có thể dùng để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Nhưng team bên phía của Ga đang chơi chiến thuật rất cục, là 4 người đẩy lên không chờ đợi gì cả, không cần phải chờ một nhịp nào hết. Rất nhiều bom keo đặt ra và chặn được lựu đạn từ bên phía AFK rất tốt. Nhưng họ đang phải tạm dừng ở chân cầu thang này và team AFK sẽ có thời gian để tập hợp lại với nhau ở đây. Cần phải đẩy nhanh hơn, Bảnh đã mất rất nhiều máu rồi nhưng AFK vẫn quyết định là hầu lại. Bây giờ thì đổi được một người, đó là Gao Bạc. 4-3 rồi, nếu đây là một pha quyết đoán thì hoàn toàn có thể đẩy ra ngay và kết liễu hoàn toàn đi team Gao. Nhưng Gao Bạc TV đã được cứu dậy rồi, điều quan trọng là lần này các thành viên của team Gao họ không ở phía dưới nữa. Họ đang cố gắng để lao lên phía trên và có những tình huống ngóc máy ngay thẳng từ phía sau của khu vực kho quân sự như thế này. Bên phía bên này thì lượng đồ vẫn đang là tương đối đầy đủ và nên nhớ rằng bên phía của AFK chưa mất cho mình bất cứ một quả bóng keo hay những quả lựu đạn nào cả. Họ vẫn đang có rất nhiều lợi thế, vị trí của Phú Đại cũng đang là rất đẹp. Chỉ cần lộ góc ra ở đây thôi thì Phú Đại hoàn toàn có thể free shot và mang về những điểm hạ gục một cách đơn giản nhất có thể. Ở phía sau thì AS Mobile cùng với Hades. Vô đầu được mấy máu rồi. Thôi. Lên Hades. Bình tĩnh thôi. Đủ ai rồi. Đó, yếu. Bà kìa. Bình tĩnh thôi. Ga này quan trọng lắm, mình đẩy nhiều ổng. Sau lưng Hades, sau lưng. Trời ơi, gục hôm nay hay rồi. Kìa, chú Bạc chạy tới kìa. Và Phú Đại có làm được hay không? Bom keo được đặt ra và bây giờ đã nhìn thấy, bắt đầu nhìn thấy rồi. Nhưng bom keo rất nhanh tay ngược lại đã cứu được một thành viên của một phía bên Gàm. Nhưng đây cũng là Phú Đại sẽ cứu lại một người. Có đẩy lên rất nhanh đến từ vị trí của Bảnh. Tuy nhiên Bảnh chưa làm được gì cả, nhưng không, kết quả đã rõ rồi. 3-0 dành cho Gao Bạc TV. Họ đang tạo ra một cái điều rất bất ngờ và đây rất có thể sẽ là màn trả nợ cực kỳ ngọt ngào tới từ Gao Bạc TV dành cho S Mobile cùng với ba người đồng đội của mình. Họ để thua rất nhanh khi đối đầu với nhau ở nhánh thắng. Nhưng lần này cũng phải như Gao Bạc TV đã có sự chuẩn bị tốt hơn và quyết tâm cũng là cao hơn rất nhiều. Họ có động lực để mang về những gì tốt nhất có thể. Và lần này họ có cho mình tới 19 quả lựu đạn cùng với 13 quả bom kèo ở đây. Bật hết cho mình kỹ năng Alok lên, muốn chiếm những vị trí tốt nhất ở trong khu nhà kho này và trải người ra, chặn hoàn toàn đường di chuyển của đối thủ. Trong khi đó ở phía bên kia thì AFK đang hướng một hướng di chuyển là đi chung với nhau cả 4 người, vị trí của Nam Thần. Yếu luôn nè. Nóc 1. Từ từ nha, em đang lấy lựu đạn. Sau lưng anh nè, Hades. Trời ơi má này, canh chết cỡ cái keo này.
Chúng ta có AS cũng phải nằm xuống theo, còn lại phú đại của bên đó là Hades đối đầu với ba người bên phía của Team Gao. Đổi được một người, còn lại 7 và 5 thần, mỗi người nửa cây máu thì có làm được hay không? Đổi lại thêm một người nữa, phú đại là niềm tin cuối cùng. Anh ta knock được một người rồi và đây là cuộc đối đầu giữa 5 thần của bên đó là phú đại, nhưng 5 thần mới là người mạnh hơn. 5 thần có pha di chuyển rất hay. Cuối cùng và đó là chiến thắng cực kỳ chóng vánh dành cho thành viên bên phía của Gao Bạc TV. Đây thì cũ á, dọn thẳng bắn thẳng thế nào, không đợi nữa. Dọn lên cầu thang bắn luôn, dọn ngay trên cầu thang bắn luôn. Bắn luôn anh, không có ke nữa. Ừ, dọn bốn người bắn luôn phú. Dọn đam khó chơi. Đẩy phải luôn đi, đẩy phải chạy một vòng xung quanh nhà ba lầu luôn đúng không? Đẩy phải. Cầu thang luôn anh. Xong rồi chạy một vòng xung quanh nhà ba lầu luôn để cánh góc nó. Lấy dí nó luôn. Cầu thang bắn luôn nào. Thì sẽ là đội tuyển lao lên đây một cách nhanh hơn. Nhưng với những khẩu súng lục thì rõ ràng là sự khác biệt sẽ là không quá nhiều. Đúng vậy. Một thằng bỏ lại bảy đầu. Trong nhà nha. Ở lưng kìa. Phú. Giết nó. Mày. Đóc nà, ok, nà. gạt luôn. Cầu thang. Còn lại một người nữa của bên phía Team Gao mà thôi trong căn nhà này. Anh ta cũng sẽ phải sớm nằm xuống, không có đường mà chạy. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ thì AS Mobile không được cứu thành công mà 3K nằm xuống. Nhưng đó là một pha chiến thắng 1-0 dành cho AFK trong ván thi đấu đầu tiên. Và còn nguy hiểm hơn khi mà rõ ràng bên phía của Gao Bạc TV họ không confirm được bất cứ một kill nào cả. Đó lục bạc nha, đó lục bạc nha, mua thơm xanh cho em, mua thơm xanh cho em. Cài góc, cài góc, bỏ cuối bắn, ok. Bỏ cuối bắn nha. Ok. Cẩn thận bể đầu tầm xa nha. Một map thi đấu đảo dừa, nơi mà thường thì người ta sẽ dùng lựu đạn để giải quyết vấn đề. Nhưng trong ván thi đấu thứ hai này thì không một team nào có thể có lựu đạn được cả. Bởi vì bên AFK đầu tư hết vào thơm sơn rồi. Và họ sẽ chơi chiến thuật là lên nóc nhà mà thôi. Và đây sẽ là đứng ở trên tọa trên cao nhìn xuống và bây giờ đã nhìn thấy ít nhất là hai thành viên bên phía Gao rồi. Gao đang chạy vất vuốt vuốt rất nhanh nhưng chưa đủ đạn. Cứ kè thôi, đợi bóc cuối. Đây một thằng móc bên trái nha, một thằng móc bên trái. Bỏ bên trái giùm nha, để nó bể đầu em nha. Anh nè, anh sẽ chạy bắn bắn nhà xe cho em, nó đứng ngoài vách tường nè, đứng ngoài vách tường nè, dột đạn. Nhà xe nào? Rất cảnh giác. Và có lẽ là với cái vị trí thuận lợi như vậy của Phú Đại thì cái khả năng chiến thắng ở trong ván đấu thứ hai đang nằm trong tầm tay của AFK thôi, trừ khi có những sai lầm chết người. Vị trí của Kim Tròn vẫn đang bò trườn rất khó chịu ở đây và có vẻ như không thành viên nào bên phía của AFK biết điều đó, nhưng họ vẫn đang có những khẩu súng to. Nóc một nè. Rồi vô nhà bắn máu cho em. Gục một. Gạt một. Sau lưng anh còn. 4-2, 2 khẩu lục bạc với 4 khẩu thơm sơn, kết quả có lẽ không cần phải nhắc tới nữa. Và Bảnh cũng đã bị lộ vị trí rồi, Phú Đại chỉ cần đứng đây nhìn thẳng vào vị trí của Bảnh cho đến khi vòng bo thu vào mà thôi. Kiếm thằng kia bắt đi, kiếm thằng kia bắt đi, để thằng này em lo cho. Đây. Trời ơi, yếu lắm rồi anh ấy. Đúng rồi. Còn thằng bóng kia đằng kia nữa hả? Sau 7 xe đúng không? Đó là anh ta sẽ quyết định rằng mình sẽ chết ngoài vòng bo. Nhưng ít anh ta cũng đã chiến đấu cùng đồng đội của mình đến cùng. Đúng khi không làm được thì mới chết bo thôi. Trận này nó có sọc gun nha, nó áp sát gần nha. Quăng bom liền hay sao? Đâu, gián nãy nó mua lục bạc rồi anh, tại vì mua được sọc gun anh. Mua sân sân nó mua được sọc gun, mua được sọc gun mà ta. Nó mua được sọc gun mà nó mua được sọc gun á. Không biết rằng họ muốn chơi chiến thuật nào, sẽ công thẳng vào hay là đang đợi vòng bo tiếp theo đây. Bên phía bên kia thì SCBG Kim Tròn tiếp tục được lên phía trên và Kim Tròn đã chứng minh giá trị của mình với những tình huống bắn rất nhạy. Ice Mobile phải nằm xuống liên tục và trồng tường băng ra ở đây cố gắng để cứu đi người đội trưởng của mình và sẽ thành công khi họ tốn khá nhiều tường băng, nhưng điều quan trọng là vẫn giữ nguyên đủ cả 4 người, sẽ mất đi một lượng máu nhất định. Trong khi đó vị trí của Kim Tròn đang đóng vai trò rất quan trọng, thậm chí là có cả Bảnh ở bên cạnh nữa, sẽ là hai mũi súng cực kỳ nguy hiểm dành cho bên phía của AFK. Chiến thuật rất lạ từ AFK là họ không hề chiếm bất kỳ một mái nhà nào cả mà họ muốn đánh dưới mặt đất. Còn bên phía Team Gao thì đã có hai người lên trên mái rồi. Đây sẽ là góc nhìn đẹp hơn rất nhiều dành cho bên phía của Team Gao. AFK đang gặp một chút bất lợi ở trong ván thi đấu này và hai bình máu của AS Mobile cũng đã bị mất đi rồi. Bắt buộc phải là giao tranh đến cùng thôi, không có máu mà hồi nữa rồi. Đúng như vậy, vẫn đang chiếm được những vị trí đẹp nhất. Nóc nhà trơn rồi nha, nóc nhà hai thằng nha. Ba ca tới cái vách nhà gỗ bắn cho anh leo lên nóc nhà anh bắn được không? Anh ơi, bay lên nó bắn gục liền anh. Gục hả? Gục anh, nó ke rồi anh. Nó trên tóc rồi. Những cái điểm thuận lợi nhất cho những tình huống bắn, nhưng Kim Tròn bị mất đi một lượng máu tương đối nhỏ, lách ngờ phía bên trong. Hay. Và không có vấn đề gì cả. Bên này thì quả lựu đạn của Tam Ca. Em qua được tới nhà cổ đó rồi nè. Rồi gục thằng nhóc nóc nhà là một nè. Còn một trên nóc nhà nè. Vàng và Bạch đã phải trả giá. Bên này đó là Gao Bạc TV cùng với vị trí của Tam Ca. Tam Ca bắn là tốt hơn, nhưng Kim Còn Tròn cũng đã đổi được một người rồi. Kim Tròn đang cố gắng để xoay sở ở đây. Nam Thần nằm xuống quá nhanh và đó là chiến thắng 3-0 dành cho AFK.
Và đó là 3-0 dành cho bên phía của AFK. Và không còn gì đẹp hơn nữa. Đây là kho quân sự. Hades, Hades góc bên phải, cứng góc bên đó nha. Cái góc hồi nãy là đẹp, dữ lắm đẹp luôn á mà hai người. Thì đúng rồi, mọi khi là vẫn đứng okay, mà. Ok, sorry, sorry. Mấy bỏ lỗi. Ok, lỗi anh. Đây là một bài học mà AFK cần nhớ từ trận đấu trước. Đấy là bên phía Gao đẩy rất nhanh lên cầu thang. Nếu bắt được bài bốn người cùng ra sẽ là đẹp hơn rất nhiều. Và chiến thuật này lại một lần nữa được áp dụng. Một người đã lên thành công nhưng mất rất nhiều máu. Bảnh đi ngay. Và AFK bắt bài tốt hơn. Lựu đạn ném xuống là liên tục. Và Bảnh không có đường mà cứu nữa rồi. Các thành viên còn lại của team Gao đang dần phải bỏ cái cầu thang này mà thôi. Nam Thần là người còn lại đang ở dưới. Mất hai rồi. Từ 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 từ. Coi thằng kia đâu, thằng kia đâu. Kiểm tra thằng kia. Thằng kia thùng gỗ ở chỗ cái xe màu vàng vàng á. Xe màu vàng vàng. Có cái xe màu vàng một duy nhất anh. Đúng rồi, đúng rồi. Lôi 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 lôi. Rõ ràng là lượng người của họ đang là gấp đôi. Và chẳng mất điều gì mà họ không tách hai người ra hoặc ba người đi với nhau để xuống lấy thêm một mạng nữa cả. Kim cho lộ vị trí nhưng Kim cho bắn tốt với khẩu M1887 của mình. Bên này thì Tam Ca đang đối đầu với vị trí của Nam Thần. Tam Ca tỏ ra quá đơn độc, Kim Cho thì vẫn đang không hỗ trợ được người đồng đội của mình quá nhiều. Tam Ca đang cố gắng để xoay sở ở đây. Hades buộc phải đẩy xuống. Phú Đại đứng ở phía trên cố gắng để bắn. Nam Thần đã thấp máu rồi. Đi Nam rồi. Thần va di chuyển quá hơi. Phú Đại không tạo ra được điều gì cả. Phú Đại bắn tốt và Nam Thần buộc phải nằm xuống. Đây là 3-1 và Kim Cho cũng có một số phận tương tự với những người đồng đội của mình. 4-0. Rất chóng vánh cả hai trận đấu đều diễn ra mà đội thất bại không có được cho mình bất cứ quả đấu nào cả. Ok. Mới chạy ra bị nó bắn bể đầu cây. Đây, giờ anh đây đi bắn chung kết nè. Nè, còn đi theo đồng. Em nè. Nè, bể đầu nha, bể đầu đó. Đi theo em nè, đi ok, đi theo này, đi theo này, Baka. Và đây là khu dân cư với 4 thành viên của AS Mobile đang muốn móc máy vào team Gao. Và team Gao thì cũng đang bắt đầu ngửi được mùi rồi. Nhưng Kim Chon đang bị đi một mình và anh ta bắn rất hay. Tuy nhiên rằng đổi lại một lượng máu không hề nhỏ chút nào cả. Nhưng Kim Chon vẫn còn sống và anh ta sẽ report cho đồng đội của mình là hãy quay lại cứu tôi ngay. Nhưng Kim Chon đã bị hạ gục trên đường leo lên cầu thang rồi và đây là vị trí khó lòng nào có thể cứu được. Chắc chắn sẽ là 4-3 từ giờ cho đến gần hết trận đấu mà thôi. Và bây giờ thì các thành viên còn lại cần phải giao tranh mạnh mẽ hơn. Có giao tranh ngay lập tức và Phú Đại chỉ còn lại 15 máu cho mình. Tuy nhiên anh ta không cuốn máu mà anh ta vẫn muốn giao tranh đến cùng và Cao Bạc đang bị hở sườn. Phú Đại bật cho mình unlock, không cần cuốn máu và bây giờ cuốn máu nhưng vòng bo đã chạm rồi. Rất đau, vòng bo đã chạm rất đau và đây là một pha tính toán chưa kỹ đến từ Phú Đại và hai người đã mất đi. AS Mobile đang cần cùng có 3K để cover cuối cùng vị trí Nam Thần. Tuy nhiên Nam Thần chỉ còn một bình mà thôi. Phú Đại bên kia đã để cho vòng bo đốt hết rồi nhưng đó là 3-1 và Nam Thần chùm phun cây máu. Ba ca đứng kia không kè kè cao độ quan trọng thôi hả. Đại bo cuối bắn không tiện tối không có lú gà ngứa nha. Đại bo cuối bắn tại vì đại bo cuối mình lại nó mình cầm thân ok thân. Nhưng lần này đẩy được người lên phía trên đó là vị trí của Tam Ca và có vẻ như việc mua mũ đẩy Tam Ca lên phía trên cũng là hiệu quả mà thôi bởi đó là góc bắn mà bạn chỉ mở phần đầu mà thôi. Trong khi đó AS Mobile cũng có một vị trí tương tự. Brother Gaming Nam Thần đã phải nằm xuống nhưng thậm chí là không làm được gì cả. Người cứu anh ta cũng đã phải đi theo mất tới hai người. Nam Thần đang cố gắng dễ dụ ở đây nhưng Nam Thần như cá nằm trong giỏ vậy. Bên kia thì Gao Bạc TV máu cũng là cực kỳ thấp nhấp nhả ra và ngay lập tức nhận một viên đạn vào mặt còn lại một mình Kim Chon và có lẽ là cái kết đã nằm từ trước. Chúng ta đều biết rằng Kim Chon sẽ phải nằm xuống mà thôi, không có thêm cơ hội nữa và 2-0 dành cho AFK. Đúng vậy là 2-0 dành cho AFK ở trong loạt thi đấu này. Bây giờ bắn vòng 3 đi, vòng 3 không? Vòng 3 phải không? Lên trên nhà xong rồi mình kê góc nhà sau đúng không? Nó biết anh kê góc nhà rồi đó. Ok, kê góc nhà sau nè. Không được mày ơi. Anh đang máu mà. Và bây giờ thì sẽ có thủ nhà đến từ bên phía team Cao. Nam Thần có một vị trí rất đẹp để thủ cầu thang này. Nhưng các thành viên lại bên AFK cũng già dơ hơn. Họ không quyết định đẩy ngay mà họ đang chấn giữ cầu thang này bằng bó kèo của mình. Và nhìn thấy những thành viên ở trên cao đang đẩy xuống rồi. AS Mobile bắn tốt. Tuy nhiên chưa đủ để hạ nốc được đi đấu Kim Tròn. Lượng giáp là rất lớn và rõ ràng những viên đạn nếu như không thực sự chuẩn giáp sẽ khó mà lấy đi được tính mạng của các thành viên bên phía của Gao Bạc TV. Nhưng bên phía này có vẻ như đã có một người móc máy ở phía sau rồi và các thành viên của Gao Bạc TV cần phải cảnh giác hơn. Đó là Phú Đại TV, một trong những người chơi sở hữu tay to nhất bên phía của team AFK và đang cố gắng để nhìn ra được những hướng di chuyển của đối thủ. Bên phía bên này thì AS Mobile đang có những tình huống cố gắng để bút lên. Rồi Baka lên. Baka lên. Lên đây nè. Được, bên kia nhảy qua. Đúng rồi. Đúng rồi. Từ từ nha. Em vô nhà không phải vậy. Ồ, vô kèn vô nhà luôn. Không vô được. Vãi lồng đèn. Cẩn thận nó đây à. Bắn luôn keo luôn. Đục bom keo giết nó. Đó. Ai
Ok. Top 2, top 2, top 2. First blood. Vô nhà. Ập vô nhà chơi nó. Yeah, yeah. Đâu rồi? Mẹ ơi, từ từ, kè góc, ê, kè góc, kè góc. Kè góc nhà, kè góc nhà. Kè góc nhà. Rồi, mẹ muốn bắn chung kết không? Nhưng liệu có mang về được chiến thắng hay không thì rõ ràng đó vẫn là bài toán gần như không có lời giải dành cho vị trí của Wasabi Bảnh. Và bây giờ thì Bảnh cần phải 1 cân 3 bên phía của Apka. Ơi ơi, quấn máu sao? Nhảy xuống rồi, nhảy xuống ngay chỗ Lê. Rõ ràng đang là chênh lệch, bên kia thì lượng nét đang ngày càng tăng lên. Và lượng giáp chúng ta nhìn thấy giáp 2, giáp 3, mũ 2 đều là rất đầy đủ tới từ các thành viên của FK rồi. Khu vực làm thông này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những vị trí ở trên nóc nhà. Và có vẻ như bên phía của FK đang không muốn chiếm nóc nhà nhanh. Họ đang chờ đợi những pha di chuyển trước. Và căn nhà chữ L kia cũng sẽ vị trí quan trọng, trong khi đó thì Kim Chon được cử vào căn nhà chữ L ba thành viên còn lại. Đúng là Kim Chon sẽ được tách riêng ra một góc và ba thành viên còn lại chiếm căn nhà chữ L ở trung tâm vòng bo. Thằng chó bên đây anh. Nè. Bắt được thì bắt đi. Nè, tới đây, bên đây, qua đây. Đi với anh à, lấy nhà này nè. Ôi, bên đây hai sao vậy? Ê, mới lên nhà lợn rồi, Lấy nè, Rồi. Kè góc. Ê, nhà gỗ có, Bây giờ bắt nhà gỗ không nè, Hades. 3K nhanh quá, đậu phòng nữa. Chê nhà nóc nhà gỗ có nha, nóc nhà gỗ có nha, nóc nhà gỗ có nha. Em lấy đủ đạn nên chọn lấy góc thôi. Nóc nhà gỗ này hả? Nóc nhà gỗ có. Ừ, nhà gỗ này luôn á. Hai đội đều đang quyết định hold trận đấu lại, đang giữ nhịp trận đấu lại để có thể bình tĩnh hơn và xem xét tình hình. Nhưng nóc nhà này mà một quả nết nổ thì hơi khó khăn và Bảnh quyết định rằng đổi nhà. Nam thần sẽ ở đây một mình. Bảnh đã quyết định đổi hộ khẩu rồi và lượng máu bắt đầu mất đi, đó là Bảnh. Trợ liệu lên. À, cháu rồi, cho nó đi. Bắn, bắn. Nóc nhà này Hades nè, chuẩn bị bắn nè. Ôi, có thằng dưới nhà này. Nó đặt keo rồi. Đừng tập trung thằng đó quá. Nó đặt keo ôm nó lại rồi, ngay trong này à. Gục thằng nào ngoài nè. Gục hai rồi, gục hai rồi. Thằng đó yếu nha. Má đứng bao giờ hình 3 giây nha. Trên tàu nè, trên tàu nè. Gạt trước đã rồi tính. Từ từ, anh đang thích gạt. Yếu rồi. Sao bầu nổ. Cái quần què gì? Ông ai chỉ lên xe là anh chăng vậy? Nhìn cái quần què. Nhìn hoài. Ai làm cho nó dẫn sừng bắn xuống nó solo kill với em luôn anh. Rồi nó chạy, nó bắn mấy viên nó chạy.